Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Đăng Mạnh sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin 18:30 cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 / HITV. Tập trung hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với tuyên truyền tạo đồng thuận cho người dân trong giải phóng mặt bằng. Trong mùa mưa bão, nhiều xe quá tải quá khổ vẫn chạy trên đê. Quảng Ninh thí điểm phố du lịch thông minh không tiền mặt. Ô nhiễm dẫn tới 10% ca tử vong vì ung thư tại châu Âu. Sáng nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và nghị quyết lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh phải hoàn thành 100% nội dung chương trình huấn luyện cho các đối tượng, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, kết hợp chặt chẽ giữa yếu tố tổ chức con người với vũ khí trang bị, trong đó có hai nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và làm các bước để gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Làm sao để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với các buổi sinh hoạt chuyên đề, vận động tuyên truyền người dân đồng thuận với các quy định của tỉnh trong giải phóng mặt bằng. Dự sinh hoạt chi bộ xã Đức Hợp, huyện Kim Động, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Quốc Văn giải thích một số ý kiến đề xuất của các đảng viên và chỉ đạo huyện Kim Động cùng các sở ngành khẩn trương xử lý, đồng thời thông báo kết quả đạt được trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và phòng chống dịch COVID-19. Những cơ chế chính sách của tỉnh về xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, người có công với cách mạng, hộ nghèo, những chủ trương phát triển trong thời gian tới có liên quan đến chi bộ thôn như dự án tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch, mong muốn có sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ các dự án. Theo thống kê, toàn thành phố Hưng Yên có gần 30 tấn nhãn chín sớm, bán với giá từ 40 tới 60.000 đồng 1 kg, tập trung chủ yếu tại một số hộ gia đình của xã Hồng Nam, Phương Triều và xã Quảng Châu. Các hộ trên cho biết, để giảm kinh phí thuê lao động, thuận tiện cho việc thu hoạch và xuất bán, gia đình thường điều khiển cho nhãn thu hoạch làm 3 trà, trà chín sớm, trà chính vụ và trà nhãn chín muộn. Riêng với nhãn chín sớm, được thị trường ưa chuộng nên giá bán cao hơn từ 10 đến 15.000 đồng 1 kg. Hiện các hộ vừa tập trung thu hoạch nhãn chín sớm, vừa chăm sóc nhãn chính vụ theo tiêu chuẩn Việt Gáp để nhãn đạt năng suất, chất lượng xuất khẩu và xuất bán trên các sàn thương mại điện tử. Trên một số tuyến đường ở xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số hộ dân dựng cột kiên cố để lợp mái che qua đường. Có 6 điểm các hộ dân tự ý dựng cột và khung sắt kiên cố rồi lợp mái che bắc qua đường. Việc làm trên không những gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và mất mỹ quan tuyến đường, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn rất có thể xảy ra khi mà nhiều chiếc xe thùng lưu thông qua đây. Tại thôn Nghĩa Trụ, xã Nghĩa Trụ cũng có một số trường hợp tương tự. Đề nghị các địa phương sớm giải tỏa để các tuyến đường được thông thoáng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Liên quan đến vụ việc nam thanh niên cầm dao đâm vào bụng cô gái ở tiệm cắt tóc thuộc địa bàn xã Hàm Tử, huyện Khói Châu, theo nguồn tin của báo Giao thông Vận tải, lãnh đạo công an huyện Khói Châu cho biết, hiện nay cả hai nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện, bước đầu xác định do mâu thuẫn trong tình cảm yêu đương nên dẫn tới sự việc thương tích. Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ. Trước đó vào sáng ngày 20 tháng 6, nam thanh niên tên Trung đến cửa hàng cắt tóc của một cô gái ở xã Hàm Tử và xảy ra mâu thuẫn. Trung dùng dao đâm vào bụng cô gái rồi bỏ đi ra ngoài, dùng dao tự sát nhưng được cấp cứu kịp thời. Trên tuyến đê tả sông Hồng và sông Luộc, mặc dù đang là thời điểm mùa mưa bão nhưng vẫn có nhiều xe chở gạch và cát đá quá tải vẫn cố tình hoạt động. Đoạn qua xã Phú Thịnh, Thọ Vinh, huyện Kim Động, xã Đông Kết, Tứ Dân và Bình Minh, huyện Khói Châu, các xe chở vật liệu xây dựng ngang nhiên lưu thông. Điều đáng nói, các xe đều chở quá thành thùng, để đất đá rơi vãi và chạy với tốc độ cao gây mất an toàn giao thông. Liên quan đến xe quá khổ quá tải, Công an tỉnh Lào Cai xác định đây là nguyên nhân chính gây mất trật tự an toàn giao thông và sự xuống cấp của các tuyến đường giao thông trọng yếu trên địa bàn. Lực lượng thanh tra giao thông của tỉnh đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Từ ngày 15 tháng 6, lực lượng thanh tra giao thông của tỉnh đã mở đợt cao điểm tăng cường lực lượng kiểm tra xe quá khổ quá tải trên địa bàn tỉnh, trọng điểm là tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ chính và trên các tuyến đường bộ huyết mạch, đặc biệt chỉ đạo việc tập trung kiểm tra xử lý tại các điểm đầu mối bốc xếp hàng hóa, mỏ vật liệu và các tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm 2022, thanh tra giao thông tỉnh đã lập biên bản và xử lý gần 70 trường hợp xe quá tải trọng, 38 trường hợp vi phạm về kích thước thành thùng xe, số tiền xử phạt là trên 700 triệu đồng.
Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy GDP quý 2 ước tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước, trong đó GDP 6 tháng đầu năm tăng 6,42%. Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,78%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,7%, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 9,66%, khu vực dịch vụ tăng 6,6%, giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 6 tháng ước tính tăng 8,48% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,66%. Trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước có gần 13.300 doanh nghiệp thành lập mới, giảm nhẹ so với tháng trước, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Quảng Ninh thí điểm phố du lịch thông minh không tiền mặt nhằm tạo thuận tiện cho du khách, xây dựng điểm đến du lịch văn minh hiện đại. Tỉnh Quảng Ninh hiện đang triển khai thí điểm phố thông minh không dùng tiền mặt tại khu du lịch quốc tế Tuần Châu. Mô hình thí điểm đã mang lại nhiều tiện ích cho cả doanh nghiệp, hộ kinh doanh và khách du lịch. Mô hình phố thông minh không dùng tiền mặt thực hiện thí điểm từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8. Hiện cơ bản các hộ kinh doanh tại cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu đều đã tham gia. Bước đầu khuyến khích các hoạt động giao dịch thanh toán thông qua ứng dụng Viettel Money và các hình thức số khác. Từng bước hướng tới 100% các giao dịch được chuyển dịch sang thanh toán số. Trên cơ sở thí điểm, mô hình phố thông minh không dùng tiền mặt sẽ được đánh giá rút kinh nghiệm để nhân rộng ra toàn tỉnh. Theo kết luận thanh tra về xây dựng giá gói thầu, CDC Đà Nẵng không ban hành văn bản gửi các đơn vị cung cấp hàng hóa trên địa bàn đề nghị báo giá để làm cơ sở xây dựng giá gói thầu, có dấu hiệu hợp thức hóa các báo giá, ngày ghi giá trên báo giá sau thời điểm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, không đủ căn cứ để xây dựng giá gói thầu. Theo đó, Sở Y tế Đà Nẵng có rà soát giá tại cổng công khai kết quả trúng thầu của Bộ Y tế đối với các mặt hàng do CDC đề xuất mua sắm. Tuy nhiên, tại các văn bản thẩm định của Sở Y tế không thể hiện việc giải trình, thuyết minh cụ thể về giá theo quy định. Thanh tra cũng chỉ ra CDC Đà Nẵng sai sót trong việc thông báo chào giá, chào hàng cạnh tranh, thành phần báo giá đăng tải thông tin mời chào, tiếp nhận báo giá, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, sử dụng báo giá của các nhà thầu không đủ tư cách hợp lệ. Quận ủy Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng vừa có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân quận giải trình sự việc dân tố nhóm nữ cán bộ y tế thuộc Trung tâm Y tế quận ăn nhậu trong giờ làm việc. Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 28 tháng 6, một người dân đến Trung tâm Y tế quận Hồng Bàng để hỏi thông tin về việc tiêm phòng Covid-19 thì thấy đóng cửa. Tuy nhiên, phát hiện ở bên trong phòng làm việc tại trung tâm có một nhóm nữ cán bộ nhân viên y tế đang uống bia mực ở trên bàn làm việc nên dùng điện thoại ghi hình lại. Bức xúc về việc này, người dân đã đăng video clip lên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt quan tâm, bình luận, bày tỏ sự bức xúc trước tác phong làm việc của cán bộ, nhân viên y tế trong giờ làm việc. Tại Ấn Độ, một vụ sập nhà cao 4 tầng mới xảy ra ở thành phố Mumbai, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng. Vụ việc xảy ra gần một khu ổ chuột ở vùng đô thị Mumbai. 19 người đã thiệt mạng, gồm ít nhất 6 nạn nhân trong độ tuổi từ 18 đến 21. 14 người khác đã được giải cứu. Được biết, tòa nhà 4 tầng vốn đã được cảnh báo không an toàn. Cư dân được yêu cầu rời khỏi đó từ 5 đến 6 năm trước, nhưng không ai chịu đi. Các trận mưa kéo dài thời gian qua cũng đã góp phần gây ra bi kịch này. Trong khi đó, một vụ hỏa hoạn tại nhà tù ở Colombia cũng khiến ít nhất 51 người thiệt mạng. Giới chức Colombia xác nhận vụ bạo loạn xảy ra tại một nhà tù ở tỉnh Tây Nam Vandelcauca. Sự việc bắt nguồn từ một cuộc ẩu đả giữa hai phạm nhân. Một trong hai người đã chút giận bằng cách đốt một tấm nệm và gây ra vụ hỏa hoạn nói trên. Ngoài 51 nạn nhân thiệt mạng, 24 người khác bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Tòa án Đức vừa tuyên án phạt 5 năm tù đối với một người cựu lính canh Đức quốc xã, người hiện 101 tuổi vì tiếp tay giết hại khoảng 3.500 người tại trại tập trung ở Berlin. Theo đó, bị cáo này vốn là thành viên lực lượng bán vũ trang SS của phát xít Đức, là người thường xuyên đứng gác trên tháp canh ở trại tập trung và đã tiếp tay đẩy 3.518 người đến chỗ chết. Phiên tòa xét xử bị cáo kéo dài gần 9 tháng vì bị cáo không đủ sức khỏe hầu tòa trong thời gian dài ở mỗi phiên xét xử. Phán quyết trên cũng đã khép lại một trong những phiên tòa xét xử phát xít cuối cùng tại Đức. Cơ quan môi trường châu Âu EEA ngày 28 tháng 6 công bố báo cáo cho biết ô nhiễm là nguyên nhân dẫn tới hơn 10% số ca tử vong vì ung thư tại châu Âu. Theo EEA, ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây ra 1% số ca ung thư tại châu Âu và gây ra 2% số ca tử vong vì căn bệnh này. Tia UV tự nhiên có thể gây ra tới 4% số ca ung thư. Ngoài ra, việc phơi nhiễm thụ động với khói thuốc lá có thể làm tăng 16% nguy cơ ung thư nói chung với những người không hút thuốc.
Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên hôm nay. Quý vị và các bạn có thể gửi những thông tin mới nhất cho chúng tôi qua các địa chỉ fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 hoặc email thời sự hi@gmail.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.